Hôm nay em xuống ngay nhóm á, xuống em thay mặt cho nhóm em gửi đến chị của mẹ nuôi tiền mua thuốc thang ăn uống gì đó chị. Thì phải khám mà, thì đi lên đi xuống hàng tháng. Dạ giờ con giữ hay là mẹ giữ đây? Mẹ giữ. Thôi chú đưa con giữ ha, con giữ cho con xài. Hùng Mạnh xin kính chào quý cô chú anh chị. Hiện giờ Mạnh lại quay lại cái ngôi nhà của bé Trang. Bé Trang 13 tuổi quý cô chú, là mẹ bé Trang là chị thơ quý cô chú, là một có một có bệnh bệnh gan rồi bệnh tim rồi bệnh thận, nói chung là bệnh bao nhiêu cái bệnh là gom về chị hết luôn á quý cô chú. Thật sự cái ngôi nhà của chị thơ rất là khổ luôn, rất là nghèo. Bé Trang thì nhà nghèo mà bé Trang rất là học giỏi quý cô chú. Hôm qua mình có đăng tải cái clip á, số đó trong các quý cô chú á, cũng có là mẹ nuôi có gửi cho chị gia đình của bé Trang là chị thơ một số tiền. Rồi hôm nay Mạnh và nhóm á, để vào nhà của bé rồi trò chuyện. Đây là Mạnh mới thấy nè. Thôi vậy Mạnh không nói vòng vòng nữa, Mạnh xin mời quý cô chú anh chị cùng vào nhà với Mạnh, mình trò chuyện với chị Thơ. Rồi Mạnh xin mời quý cô chú. Đây đây là quý cô chú, đây lại cái ngôi nhà quen thuộc rồi mình. Mạnh thấy rồi. Em chào chị nha. Chào Em chú, chào chào chị con nha nha. nha bé. Đang làm hả chị? Đang làm nè. Dạ đâu con làm cho cô chú coi thế, con làm lột như thế nào? Đâu cũng được rồi Khẩu con. trang đâu con? Đeo khẩu trang vô, Đeo khẩu trang vô. bây giờ bệnh không đó, kỹ kỹ một tí. Cô chú mà mang dịch tới đây là con chết luôn. Là lây tới con luôn là khổ nữa đó. Đã mẹ đã khổ rồi, bây giờ thêm con nó là khổ luôn á, Cái không này ai là mình nuôi luôn. làm mấy ngày rồi vậy? Mới làm sáng giờ á, Mà cái nó gì gãy, đó nó gãy hết rồi. Thì nó nát vậy đó, làm 10 ngàn ký. À, Cái này thì con mượn làm đi con. 5 ngàn ký. Dạ Gãy cho con rồi đi. cho em mượn gắn kìa. Thì cứ giờ dứt từ từ dạy về cho nó ăn học á chứ. Dạ Hàng ngày thì Hiệu khỏe thì rồi. dứt. Là biết Trang á, làm một điều một ngày có 5 ngàn, mà làm cái hộp mà nó gãy gãy như thế này nè cô chú chị, thì được 10 ngàn một ký. Mà cô chú chị biết rồi, gãy như thế này mà làm biết chừng nào mà cho nó được một ký thôi. Quá giỏi quá. Từ hồi sáng giờ hai mẹ con có nhiêu đó, lựa Không thử lựa có thử. hết trơn rồi Của chị ơi, cái mình làm cái này mình không có phân loại cái hạt hương đó đó. Có chứ, có phần chứ, tại để chung á. Xong rồi mình khảy xong rồi mình phân loại xong hả chị? Làm quen rồi, làm quen tay á. Ngày ngày làm ký à con, Ký à, ngày thật có ký 1 ký à. ký 5 ngàn. Cái bể đó là 10 ngàn. Cái gì, cái đây trong cái thau này con ký hả? Có 1 ký à, từ sáng hai mẹ con có 1 ký à, 1 Rồi, ký à. rồi. Cái đó là hạt mà, hạt nát là 10 ngàn ký, còn nguyên là 5, một thau nữa có 1 ký Rồi vậy. một thau này Có 1 ký à, là vậy với có 1 ký à, hai mẹ hết nhiêu con. đây luôn á chị, có 1 ký à? Có 1 Trời ký vậy ơi, đó. hết nhiêu đây mà làm có 5 ngàn à? 10 ngàn. Có 10 ngàn à? Chắc chắc hơn ký, hơn ký gì đó không biết. Rồi làm nhiêu đây là đủ mua được mấy bịch me, với hôm qua con hái rau muống nấu canh chua luôn. Quá rồi em ơi, bảy quá bảy. Hôm bữa nấu hái cho muống vô nấu gì với Trang, nấu canh canh chua luôn, chua cho mẹ ăn. Hết rồi. Thấy Mưa ngày nhỏ hôm tội qua nghiệp quá quá, trời mưa lớn. rồi cứ lạc rồi lột. Mưa gió quá rủ con đi Bảy quá hái rau muống nữa. Giờ mưa gió quá cái đất ẩm quá hả chị? Đất còn ẩm quá Hôm trời. qua đi hái rau muống với con mà chú đăng lên là người ta mấy cô chú đem rau muống lại cho chú nữa chứ. Không, tưởng là đang thèm rau muống á, với cô chú đem lại thương quá, đem lại cho nguyên một bịch rau muống chà bá luôn, đem xào tỏi ăn. Quá trời nó bảnh. Tay cũng nhanh lắm đó cô chú anh chị, tại vì cuộc sống của bé với lại là mẹ của bé sống nhờ cái những cái hụt hụt đều, cho nên là làm quen rồi tay cũng nhanh lắm luôn. Thường ngày làm có Buổi 10 nào đi ngàn. học thì buổi đó về dít, còn buổi nào đi học thì thôi mẹ dít. Cái này là cũng hơn một ký Ừ, từ hồi sáng giờ hai mẹ con lủi thủi có nhiêu đó đó. Các ngày nếu mà làm mà cố tình làm nó chắc cũng được tầm 2 ký hơn rồi. Cái này hồi lúc trước em cũng đi làm làm mà sáng cực lắm giống mà cực lắm.
À, mấy bữa nay trong người chị có thấy khỏe rồi vậy không? Thì uống thuốc vô thì nó khỏe vậy đó. Dạ, uống thuốc thì khỏe chị. Đây là mình uống thuốc tây hả chị? Tây á. Đây, cái đây là hôm qua cái căn nhà quen thuộc. Mình sẽ quay lại cái ngôi nhà để quý cô chú anh chị cùng xem cái ngôi nhà của chị. Nói chung là cái ngôi nhà này nó dột hết cô chú, mưa là không có ở được. Mưa là chị chạy lên nhà trên chị không khỏe thì ngồi cạo với nó, còn không khỏe thì một mình nó. Thật sự là không có ở đây, trời mưa là không có ở đây. Hôm qua mưa chắc lớn quá rồi, chắc chạy lên chảnh ở á chị. Ở ké với ông ngoại đó chảnh á. Dạ, ở ké với ông ngoại. Mưa hôm qua thấy lớn quá. Mưa giông gió quá trời luôn. Dạ. Nay sức khỏe chị Thơ thì nào rồi chị? Cũng uống thuốc chứ thì khỏe luôn. Vậy đó. Không uống thuốc thì nó mệt. Ngày nào mình cũng uống. Ngày nào cũng uống thuốc tây. Cứ hết thì mình lấy đúng rồi, mình lãnh thuốc về uống. Một ngày trung bình thì mình uống thuốc hết khoảng bao nhiêu tiền hả chị? Một ngày thì không biết tính. Là lấy một tháng hả? Một tháng vậy đó. Thì hết thì lên, lên tới khám rồi tới tháng nữa lên tới khám. Như một tháng vậy là mình lấy thuốc là hết nhiêu chị? Nhỏ em lấy rồi lại không. Nói chung là bắt cá mọi cái này cái kia thì đều là cái người em của chị. Dạ. Chi phí hết. Vậy là tới tháng là đi hết, tới tháng là đi. Chị là chị chuyện cũng gian nan quá ha. Dạ, thì con nhỏ em nãy đó. Dạ, lo cho chị gian nan luôn. Nói chung là giờ tất cả mọi việc thì cũng nó không á. Sáng thì nấu ăn xong mới để đằng này cho ăn rồi đi. Đi thử có ai thì điện nó chạy về một chút mới đi làm. Dạ, thấy vàng nè. Khỏe thì cả một điều với nhỏ này, còn không khỏe thì nằm đó. Dạ chị, không. Con vô ngồi với mẹ đi con. Con vô ngồi với mẹ đi, được rồi. Nói chuyện, trò chuyện với cô chú một tí. Làm nhiêu đây, để chút chú làm phụ cho. Chú làm phụ cho nha. Chú làm hết bịch đó là chú gì? Chú làm hết bịch đây là tới sáng mai luôn. Đó, bữa về em mới nói đó, nếu mà chị mà ở gần chỗ tụi em phụ chị nha. Chị hôm qua nhóm em á có đăng tải lên clip của gia đình mình á. Trong đó có một số cô chú ở trong một trong đó có mẹ nuôi gửi cho nhóm là 2,4 triệu đến gửi đến chị. Hôm nay em xuống nhóm á, xuống em thay mặt cho nhóm em gửi đến chị của mẹ nuôi. Gửi chị là 2,4 triệu để mình có tiền mua thuốc thang ăn uống gì đó chị. Thì tới khám mà thì đi lên đi xuống hàng tháng. Dạ. Giờ con giữ hay là mẹ giữ đây? Mẹ giữ thôi, chú đưa con giữ ha. Con giữ cho con xài. Nè, con cầm đi. Con cầm rồi con đưa mẹ. Nè, con cầm hay mẹ cầm cũng được. 1,000,000. 2,000,000. 2,4 triệu. Thôi em bù vô. Thôi không có cho mà. Thôi em gửi 2,4 triệu nha chị. Dạ, em gửi cái đó của mẹ nuôi á, mẹ nuôi gửi cho nhóm rồi em thay mặt nhóm gửi đến chị. Rồi chị có lời gì nói đến cô chú không? Có chứ, giờ viện địa phương ấy em tài trợ cho chị uống thuốc hàng ngày. Dạ. Rồi chị sống với nhỏ này. Dạ. Con có cảm ơn bà bác gì không, kêu đại bà bác cái gì đi, bà dì bà bác gì đó, con thay mặt cho mẹ cảm ơn. Tại vì con bé là, rất là hiền luôn cô chú, thật sự là bé rất là hiền luôn cô chú. Thì bây giờ nãy giờ là bên phía kênh của anh Mạnh á, thì có một Mạnh Thường Quân đã gửi cho gia đình của chị Thơ một cái số tiền là 2,4 triệu. Thì bây giờ chị Thơ với lại Bí có muốn gửi cái lời gì đến gửi tới cô ở bên
Úc mua gửi. Bên Thị Điểm. Dạ. Cảm ơn con. Bé nói chung bé rất là hiền luôn, rất là hiền. Chứ người ta cho tiền cứ ngồi không là bị đòn đó. Thôi kệ, cứ cho tiền con lấy chứ con đi xài, con xài đi. Để cái này để cho mẹ đồ mua thuốc đồ. Nói chung thật sự với cô chú bé Trang rất là hiền luôn, mà học rất là giỏi luôn á, học là năm nào cũng bằng khen hết trơn á con. Học rất là giỏi luôn, 7-8 cái bằng khen luôn. Nhà nghèo mà học giỏi. Rồi con vô lớp thì con có nói chuyện gì nhiều không? Không hả? Hèn chi vô đây chú nói chuyện không à, con không có nói chuyện gì hết. Rồi vậy ha chị. Dạ. Nói chung là chị cũng sống mình lạc quan lên chị. Dạ. Chứ chị đừng có bi quan quá là mình ảnh hưởng tới sức khỏe của mình đó chị. Nói chung mình sống mình cứ vui vẻ lên, tới đâu thì mình tính tới đó chị. Dạ. Rồi cứ ngồi đưa tiền cho mẹ đi con. Rồi con muốn cắt cái gì? Sáng giờ gia đình mình ăn uống gì chưa chị? Ăn rồi. Dạ, sáng giờ mình ăn cơm gì chị? Thịt nhớ em nó nấu đem xuống rồi ăn rồi. Dạ, thịt hả? Thì con ăn chưa chị ăn? Cứ bệnh này cứ nó đem thịt đem cá rồi xuống rồi nó nấu ăn ăn để đi làm. Dạ. Ở đây em thấy mà trời nó mưa xuống á chị. Bảy. Mũi đó, một bảy một thân rồi mà mũi nhiều lắm. Dạ đúng rồi. Dạ, nói chung ở đây mưa cái lầy lội hả chị? Dạ. Mũi mình móc chăn màn. Dạ, chăn màn. Dạ. Nước rồi nè cô hả chị ạ? Nó động lại mũi nhiều lắm, trời nó cắn mình nó sốt á. Dạ. Quá trời nè, mưa ở đây là mũi dữ lắm luôn á. Bé Trang, con đi học con có nhiều bạn bè chơi con không? Chơi với con không? Có. Có hả? Sao thấy con ít nói chuyện thế? Bé rất là con hiền luôn, hả? Hiền á. Ít nói, người giống như người ít nói. Học giỏi là được hả con? Dạ. Học giỏi lên. Học giỏi lên là cô chú rất là thương. Nhà mình nghèo mà mình học giỏi vậy là hay lắm á. Nói chung thì ngoan luôn. Gia đình của con khổ như vậy, mẹ cũng thì cũng đang bệnh á, thì con cũng cố gắng mà những cái giờ mà con học về rồi con nghỉ giải lao á thì con cũng phụ mẹ, mình làm được cái gì công việc gì đó đỡ đần cho mẹ thì con làm nha bé Trang, tại vì mẹ cũng đang bị bệnh á. Sáng ngày con được mấy chén cơm cha? À chén à, sáng một chén chiều một chén hả? À. Xong gán ăn vô. Giết ốm nhôm kìa. Nó ăn dữ lắm ấy, tại nó mới vừa ăn xong nó buông chén xuống á chứ. Buông chén xong. Ăn lột hột điều. Dạ. Thì nó ăn rồi nó ngồi đó nó lột hột điều với mẹ. Dạ. À, mẹ nghỉ thì con lột. Dạ. Nó mới vừa nói xong là mấy chú xuống á. Dạ. Thôi vậy em cũng để cho chị với bé Trang nghỉ ngơi rồi. Con làm nó thôi, con nghỉ đi. Nghỉ đi, ở đây mũi quá chị. Quá trời mũi luôn á. Ở đây mũi thật sự luôn. Thôi về Mạnh vào tham quan cái ngôi nhà của chị Thơ một lần nữa rồi à. Để cho chị nghỉ ngơi đâu. Wow, nhà hôm qua Mạnh không có vô đây nè. Ở đây dừng dách. Thật sự mưa ở đây là mũi lắm. Bằng ngày ít xuống dưới này lắm. Mày ở trên ông ngoại đó đó. Ở trong ông ngoại nên lại tối mới văn màng. Lúc mình làm á mình không phân ra luôn chị. Thôi nó thải đại vô đó, chừng nào đi giao nó phân. Hai mẹ con ở đây, hai mẹ con chị Thơ. Mình đóng khúc trong này. Quá trời mũi. Vô đây mà nó mũi đi. Mua chai xịt mũi rồi có. Con làm gì chặt dừa nữa hả? Thịt của em mũi nó ham lắm kìa. Trời ơi, chặt dừa nữa, mình lại có dừa uống nữa rồi. Quá trời sướng rồi. Bưng thao hột điều ra con, để dừa lên uống con. Uống nữa rồi. Dừa này chắc bứng nguyên cây luôn quá. Dừa này là đừng có uống ống hút, cầm bưng lên húp luôn mới sướng. À, uống phải cho đổ ướt mình, ướt mẩy đồ. À, tắm nước dừa mà. À, uống vậy đó. Quá ngon với cô chú. Dừa này là dừa lửa nè. Chị nói chị cũng đi á.
Bùng không rồi chị. Con lại uống đi bé Trang. Chị Thơ uống đi. Ờ uống đi chị, không uống được. Rồi, bữa này là bị cấm hả chị? Thận không uống dừa được. Dạ. Chu sim với cam. Dạ. Là nước dừa với chu sim với cam là thận nè. Ngủ. Dạ. Đây mình bệnh đó mình uống thuốc tây không chứ mình. Dạ, uống thuốc tây không mà. Thì bác sĩ đang theo dõi đó. Chủ. Dạ rồi em cảm ơn chị nha. Đây chị chuyện tặng cho Mạnh một trái dừa. Trái dừa rất là ngon, dừa lửa luôn. Thôi vậy Mạnh xin kết thúc cái video tại đây để cùng trò chuyện uống nước dừa với chị chuyện. Thôi vậy em chào chị nha chị Thơ. Rồi chú chào con nha con. Rồi con bye bye cô quý cô chú đi. Bye bye đi. Dạ rồi. Rồi Mạnh xin chào quý cô chú và Mạnh chúc quý cô chú nhiều sức khỏe.